Thực đơn đãi tiệc cưới toàn sơn hào hải vị của Diệp Lâm Anh và chồng đại gia. Diệp Lâm Anh và ông xã đã vô cùng chu đáo khi chuẩn bị thực đơn hoành tráng để đáp lại tình cảm của gia đình, bạn bè thân thiết xuất hiện trong hôn lễ. Chiều tối ngày 5 tháng 5, lễ cưới của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm đã chính thức diễn ra. Dự đoán với sự tham gia của dàn khách mời là những người bạn thân thiết, đây là sự kiện nhận được sự quan tâm của truyền thông và đông đảo người hâm mộ. Trước đó vào sáng 5 tháng 5, chú rể Đức Phạm cùng đoàn rước dâu đã đưa Diệp Lâm Anh về dinh ở quận Nhất. Ngay từ đầu giờ chiều, đôi vợ chồng trẻ đã đến địa điểm tổ chức đám cưới. Sau đó các khách mời cũng lần lượt có mặt. An ninh tại khu vực tiệc cưới được thắt chặt, gần như chỉ những vị khách có thiệp mời mới được vào bên trong. Diệp Lâm Anh xuất hiện vô cùng xinh đẹp bên chú rể Bảnh Bao. Diệp Lâm Anh chọn bộ váy màu trắng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa để diện trong ngày trọng đại. Đám cưới chính là cái kết đẹp cho 6 năm yêu nhau lặng lẽ mà ngọt ngào của cặp đôi này. Thực đơn tiệc cưới của Diệp Lâm Anh và chồng đại gia rất sang trọng với những nguyên liệu đắt đỏ gồm 2 món khai vị, 5 món chính, 2 món tráng miệng. 2 món khai vị gồm gan ngọc áp chảo, ốp trái cây hảo hạng và bánh mì mứt hành hương quế, súp hải sản hoàng kim. Và 5 món chính, gà uyên ương chiên giòn và xào hạt điều, bào ngư nguyên con hầm nấm đông cô và cải thìa, cá tuyết hấp tàu xì, bò nướng với sốt BBQ đặc biệt và salad hỗn hợp, cơm chiên hải sản kiểu Thái, cùng 2 món tráng miệng, bánh kem nướng trái cây kiểu Mỹ. Trước đó cũng có nhiều thực đơn, đãi tiệc của các sao Việt được tiết lộ, người sang trọng kể giản dị bình dân đến bất ngờ. Tuy không nắm rõ chi phí cho mỗi bàn tiệc bao nhiêu, nhưng con số này chắc chắn không hề nhỏ chút nào. Nhưng thực tế, Diệp Lâm Anh và ông xã đã vô cùng chu đáo khi chuẩn bị thực đơn hoành tráng để đáp lại tình cảm của gia đình, bạn bè thân thiết xuất hiện trong hôn lễ. Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy, đường ai nấy đi sau 8 năm mặn nồng. Tin đồn cặp đôi đã đường ai nấy bước, bỗng được cộng đồng mạng truyền tay với tốc độ chóng mặt. Cùng bước chân vào làng giải trí, đến nay Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh có hơn 10 năm trong nghề. Tuy nhiên, dấu ấn của cả hai lại chính là mối tình bền vững 8 năm, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chính thức công khai vào năm 2012, suốt khoảng thời gian đó, khán giả chưa từng thấy cặp đôi xảy ra bất cứ xích mích nào. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, khán giả dường như không thấy họ xảy ra mâu thuẫn hay những chuyện ồn ào như một số cặp đôi nghệ sĩ trong làng giải trí. Nhưng mới đây, tin đồn Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã chính thức đường ai nấy bước, được lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng xôn xao, mọi người đều tỏ ra lo lắng và tiếc cho chuyện tình đẹp của cặp đôi. Mối tình 8 năm không hề xích mích của cặp đôi Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng mới đây tin đồn cả hai đã chính thức chia tay. Trước tin đồn cả hai đã chia tay, phía Khổng Tú Quỳnh đã chia sẻ tin đồn hoàn toàn không đúng, cả hai vẫn còn tốt đẹp. Chia sẻ trên báo rằng không hề có chuyện Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy đã chia tay, cả hai vẫn còn yêu nhau. Tuy nhiên thời gian tới, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy muốn tập trung phát triển những dự án sản phẩm riêng nên sẽ xuất hiện cùng nhau hơn, có thể xem là rút vào hẹn hò bí mật, nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn rất tốt. Còn về phía Ngô Kiến Huy thì không có phản hồi gì. Dòng trạng thái được chia sẻ trên cộng đồng mạng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Không ngờ sau yêu nhau mặn nồng như Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy lại chia tay nhau. Tình yêu đẹp như mơ, tình yêu 8 năm cũng chỉ vậy thôi. Trước đó chàng Bắp cho biết, dù mỗi người có những dự án và con đường riêng, nhưng cả hai vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ nhau. Đồng thời anh còn tiết lộ đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để rước nàng về dinh. Đặc biệt để kỷ niệm dấu mốc 7 năm, cặp đôi cho ra mắt MV Yêu Không Đường Lui với hàng loạt những khoảnh khắc không thể tình cảm hơn. Trước đó, trên tài khoản Instagram của Ngô Kiến Huy bất ngờ đăng tải tấm ảnh anh nắm tay bạn gái Khổng Tú Quỳnh với chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, dấy lên nghi vấn cả hai sắp làm đám cưới sau 8 năm gắn bó. Tuy nhiên, khi hỏi Khổng Tú Quỳnh, cô phủ nhận tin đồn và giải thích rằng đây là tài khoản giả mạo. Cô và chàng Bắp vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn bởi cả hai còn nhiều dự định dang dở trong công việc. Họ còn khoe ảnh bàn tay đeo nhẫn gây chú ý trên fanpage của chàng Bắp. Thêm nhân chứng ở quán bún riêu lên tiếng, khẳng định Trường Giang và Nhã Phương tái hợp, tung ảnh dựa vai quá tình cảm. Người hâm mộ Trường Giang Nhã Phương đang vui mừng hơn bao giờ hết
trước thông tin cặp đôi gương vỡ lại lành. Sau khi tấm hình chụp nam danh hài Trường Giang xuất hiện tại quán bún riêu ở quận 4, nhiều người đã bày tỏ sự ngờ vực về cô gái đi ăn cùng anh. Gương mặt kia đâu phải là Nhã Phương. Thông tin Trường Giang và một cô gái được cho là Nhã Phương cùng nhau đi ăn vào chiều 3 tháng 5 khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên vì khuôn mặt của cô gái trong bức hình không được chụp rõ nét, nên giờ cư dân mạng vẫn đang nửa tin nửa ngờ, mong chờ những thông tin mới xác thực hơn. Để giải đáp những thắc mắc, chúng tôi liên hệ với bà chủ quán bún riêu trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4. Quán ăn xuất hiện trong bức hình có Trường Giang và cô gái giấu mặt. Bà chủ quán bún riêu tiết lộ rằng Trường Giang là vị khách đặc biệt và thường xuyên ghé quán thưởng thức. Người này xác nhận, chiều 3 tháng 5, Trường Giang có ghé quán của tôi ăn. Đúng là nam danh hài có đi cùng một cô gái, nhưng tôi không biết cô gái ấy là ai. Hiện bức ảnh vẫn đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi quyết liệt. Người thì tin rằng cặp đôi đã làm hòa, kẻ thì khẳng định cô gái ấy không phải là Nhã Phương. Bức ảnh Trường Giang đi ăn cùng một cô gái được cho là Nhã Phương. Trước thông tin này, cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người cho rằng cô gái này là Nhã Phương, nhưng có một số khác lại đưa ra bằng chứng Nhã Phương không có tóc mái. Mới gần đây trên fanpage showbiz Việt nổi tiếng đã một lần nữa khẳng định về danh tính của cô gái đi cùng Trường Giang. Theo đó, fanpage này đăng tải, từ hôm qua đến giờ rất nhiều người inbox admin tỏ ý ngờ vực về bức hình này, cho rằng đó không phải là Nhã Phương, ad khẳng định lại một lần nữa đây chính là Nhã Phương nhé. Có thể nhiều người thấy người trong hình mặt nhọn hơn Phương nên nghĩ thế, nhưng đó là do Phương đeo khẩu trang rồi kéo xuống che mất hai bên hàm nên thành vờ lai vậy đó. Cặp đôi vẫn còn yêu nhau, trân trọng nhau lắm. Như mọi người cũng biết, với nghệ sĩ thì đồ diễn vật dụng cá nhân rất nhiều. Nhưng Giang và Phương vẫn giữ cặp kính đôi này và thường xuyên mang khi đi cùng nhau mà không để bị thất lạc. Chứ bình thường người ta giận dỗi cãi vã nhau là ném hết mấy đồ kỷ niệm nhỏ nhỏ này đi rồi, huống chi là chia tay, hủy hôn. Mà mọi người có để ý, áo phông bên trong mà Nhã Phương mặc không cũng là áo đôi với Trường Giang đó, y như kiểu yêu lại từ đầu ấy nhỉ, đáng yêu quá. Bên cạnh đó, theo chủ nhân của tấm hình còn chia sẻ thêm, cặp đôi vàng của showbiz Việt cùng nhau đi ăn bún riêu ở một quán nhỏ trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bức ảnh gây bão cộng đồng mạng, mới đây lại có thêm một nhân chứng có mặt tại quán bún riêu hôm đó lên tiếng khẳng định cô gái trong hình chính là Nhã Phương. Đúng là hai anh chị Trường Giang Nhã Phương, em xin khẳng định 100% là sự thật. Mình chính là thanh niên mặc áo xanh ngồi đối diện. Ăn vừa xong chụp trước khi đi về, người hâm mộ nói trên quả quyết. Có thể thấy Trường Giang và cô gái có nhiều khả năng là Nhã Phương có những cử chỉ, dựa vai khá tình tứ. Cùng với đó, rất nhiều cư dân mạng chỉ ra chứng cứ cho thấy Trường Giang và Nhã Phương đã tái hợp, như việc cả hai đi giày đôi và mặc áo đôi, thậm chí có người còn soi được Nhã Phương đang đeo chiếc kính mát từng là đồ đôi với bạn trai. Dù người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng, nhưng fan của cặp đôi đang rất phấn khích trước thông tin thần tượng gương vỡ lại lành. Đàm Thu Trang sánh đôi Cường Đô La tham dự đám cưới của Diệp Lam Anh và chồng đại gia. Sự xuất hiện của cặp đôi đại gia Phú Núi, Cường Đô La và Đàm Thu Trang thu hút sự chú ý của báo chí. Tối ngày 5 tháng 5, đám cưới được mong chờ nhất showbiz Việt giữa Diệp Lam Anh và ông xã thiếu gia Đức Phạm đã chính thức diễn ra tại một địa điểm sang trọng ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo từ trước, lễ cưới được gia đình nhà chồng Đức Phạm thắt chặt an ninh để đảm bảo không gian riêng tư tuyệt đối, hạn chế phóng viên tác nghiệp. Ngoài hội bạn thân Hoa hậu Kỳ Duyên, Jolie Nguyễn, Hà Lady, đặc biệt nhất là sự xuất hiện của cặp đôi đại gia Phú Núi, Đàm Thu Trang thu hút sự chú ý của báo chí. Đàm Thu Trang sánh đôi cùng bạn trai Cường Đô La đến tham dự đám cưới cô bạn thân. Khi vừa xuất hiện, Cường Đô La né tránh ống kính của phóng viên có mặt tại đám cưới. Diệp Lam Anh và Đàm Thu Trang là những người bạn khá thân ở ngoài đời. Cường Đô La diện đồ vest đen lịch lãm và đưa người yêu đến chúc mừng bạn thân của cô. Điểm khiến cho khán giả nhanh chóng nhận ra đó chính là sự nhỏ bé của anh khi đứng cạnh mọi người. Trên các diễn đàn, hầu như mọi người đều không chê bai về vẻ ngoài, chiều cao mà lại dành nhiều lời có cánh cho nam danh nhân. Theo đó, ai ai cũng cho rằng anh có sự duyên dáng riêng và việc anh nhỏ bé không phải là vấn đề quá to tát. Trích một số ý kiến của độc giả như mình chẳng bao giờ thấy Cường Đô La xấu tí nào, chỉ là nhỏ con tí thôi, nhưng nhìn duyên mà. Bạn Cường không cao, nhưng khói đứa phải ngước nhìn. Mọi người đều bên vực ngưỡng mộ và đánh giá cao cách Cường Đô La ứng xử trong vấn đề tình cảm và cuộc sống. Từ khi công khai hẹn hò, cả hai đã cùng nhau đi đến những sự kiện quan trọng. Tuy nhiên giữa họ,
còn có một số những biểu hiện nhằm tránh đi sự chú ý quá mức của truyền thông. Đại gia Phố Núi và Đàm Thu Trang ngồi rất gần nhau, nở nụ cười mỉm rạng rỡ trong đám cưới của Diệp Lam Anh. Chi cả trăm triệu phẫu thuật, mặt Phi Thanh Vân ngày càng biến dạng trầm trọng. Không tiếc tiền của làm đẹp nhưng kết quả Phi Thanh Vân nhận được quả đắng. Sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm, lại là một trong những ngôi sao tiên phong trong việc phẫu thuật thẩm mỹ, đến nay Phi Thanh Vân vẫn không ngừng công cuộc làm cho mình đẹp lên, tuy nhiên kết quả lại càng làm cho công chúng thất vọng. Hình ảnh mới đây của Phi Thanh Vân trong họp báo ra mắt thương hiệu mỹ phẩm càng khiến cư dân mạng giật mình. Gương mặt thật của nữ hoàng dao kéo không hề lung linh như trên truyền hình. Cằm của nữ diễn viên không được tự nhiên và có xu hướng biến dạng. Góc nghiêng càng hoảng hồn hơn nữa, sống mũi nhọn hoắt, làn da cũng không được mịn màng mà sần sùi. Kể cả khi có những bức hình được Photoshop lung linh, cằm của Phi Thanh Vân vẫn nhọn. Chưa kể thân hình béo tròn ngấn cả mỡ. Khó mà nhận ra nổi đây là Phi Thanh Vân, gương mặt thô cứng và đôi chân thì tông teo. Vòng 3 của Phi Thanh Vân cũng bị cho là dị dạng khi vừa to vừa méo.